Như truyền hình của Việt Nam từng phản ánh, Quảng Nam đang sở hữu mỏ khoáng sản rất lớn, nhưng vấn nạn vàng tặc nhức nhối đã nhiều năm. Mặc dù địa phương này cũng đã huy động nhiều lực lượng truy quét, và nếu không có những giải pháp căn cơ, thì vấn nạn này chưa biết khi nào mới có hồi kết. Câu hỏi đặt ra là việc quản lý các bãi vàng là quá khó hay cơ quan chức năng Quảng Nam không đủ khả năng xử lý? Trong những ngày thâm nhập các bãi vàng trái phép ở miền núi Quảng Nam, chúng tôi không khó để gặp nhóm người ở nhiều miền quê khác nhau về đây đãi cát tìm vàng. Lãnh đạo xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh thừa nhận tình trạng khai thác vàng vượt tầm kiểm soát của địa phương. Năm ngó là chúng tôi là tổ chức là truy quét là đây 43 cái lượt truy quét như thế. Gần tới đây thì cũng bắt được mấy vụ, kha vụ vừa rồi là cũng chuyển tỉnh rồi. Vừa rồi cũng bắt được một cái xe tả để rồi vận chuyển đất thì cũng đang tồn giữ ở cơ quan ngon đó. Thực hiện xử lý. Hiện nay thì cái giá vàng nó tan co, cái cùng với đó cái lợi ích của là vàng thì nó rất lớn, mà cái chế tài xử lý của nó thì nó không nghiêm so với lại các cái vấn đề khác, nó không co như các vấn đề khác, nên nó tạo ra cái rất khó khăn trong quản lý. Lãnh đạo huyện cũng lý giải địa bàn rộng phức tạp, trong khi lực lượng mỏng nên việc truy quét vàng tặc gặp nhiều khó khăn. Chúng ta kiểm soát địa bàn là vô cùng khó khăn. Hiện nay thì có thể nói là chỉ đạo rất quyết liệt, cả cái đảng ủy ban vào cuộc cũng đã thành lập chốt, hai chốt. Rồi chốt thì thực ra lực lượng cũng rất là mỏng, một anh dân quân hoặc vài anh dân quân, rồi anh lãnh đạo xã, rồi anh công an làm nòng cốt, rồi huyện có thể tăng cường. Nhưng mà cái này nó cũng không thường xuyên được, và đồng thời lực lượng nó cũng không đủ để đi quét. Thực tế mà nói là nếu nó bất lực thì hơi quá, nhưng gần như là nó vượt quá cái khả năng và cái sức như là chịu đựng cũng như là cái sức của quy mô cấp huyện. Tỉnh Quảng Nam đã liên tục ra quân truy quét, thậm chí dùng 1,5 tấn thuốc nổ đánh sập 47 cửa hầm vàng quanh mỏ vàng, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Mỏ vàng Bồng Miêu thì hiện nay đang thực hiện cái thủ tục về đóng cửa mỏ, thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải đẩy nhanh cái tiến độ thi công đóng cửa mỏ cho phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là cái mỏ vàng Bồng Miêu thì địa bàn nó cũng rộng, cũng có khó khăn trong cái công tác quản lý, cho nên vẫn còn cái tình trạng là đào đải vàng trái phép. Người dân vì mưu sinh nên bất chấp tính mạng để đi khai thác vàng. Nhà nước tốn kém tiền bạc nhân lực để truy quét, nhưng tình trạng vàng tặc vẫn cứ nhức nhối. Do đó, các chuyên gia cho rằng địa phương nên thu hút doanh nghiệp đủ năng lực vào khai thác để tránh thất thoát, tạo nguồn thu và giải quyết bài toán việc làm cho người dân. Và trong một năm liên tục từ tháng 10 năm 2022 cho đến khoảng tháng 10 năm 2023, thì truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng đã nhận được nhiều đơn thư của người dân phản ánh về việc họ đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm nhưng lại bị nhân viên ngân hàng, những người đã giao dịch với họ lâu năm, những nhân viên mà họ luôn tin tưởng và không chút đề phòng, đã vì những lý do khác nhau, vì đưa họ vào một cái bẫy đã được lên kịch bản từ trước, đó là hô biến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trở thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà nhiều khách hàng không hề hay biết. Cho đến khi phát hiện thì mới tá hỏa rằng toàn bộ tiền tiết kiệm đều nằm trong hợp đồng nhân thọ của các công ty bảo hiểm lớn. Năm 2018, bà Nguyễn Hồng Hà đi rút sổ tiết kiệm tại ngân hàng thì được nhân viên ngân hàng giới thiệu sản phẩm mới của SCB liên kết với Manulife có tên là Gia đình tôi yêu. Hình thức bảo hiểm này có lãi suất đóng linh hoạt, được rút cả gốc lẫn lãi sau 10 năm và còn được hưởng thêm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hai vợ chồng. Ngay buổi tai, bà Hà đã đóng hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng là 150 triệu đồng. Giờ xem kỹ lại hợp đồng, bà Hà khẳng định mình đã bị nhân viên tư vấn lừa dối, nhiều thông tin trong hồ sơ không chính xác. Và hợp đồng của tôi, ngoài những lỗi thông thường như là lỗi tư vấn là lừa đảo, thứ hai là hoàn toàn họ tự khai, khai khống khai man như tôi và chồng tôi, mỗi người 1 tỷ một năm, của tôi là có chữ ký giả. Rất đặc biệt, hai quyển hợp đồng trong một ngày, thời gian hiệu lực hợp đồng khác nhau và đặc biệt là hai đại lý mã số khác nhau cùng một chữ ký. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này thoạt nhìn không có gì bất thường. Tuy nhiên theo hợp đồng thì thời hạn đóng phí đến tận năm 2091, nghĩa là chủ hợp đồng sẽ phải đóng phí đến 99 tuổi. Đang nói hơn, khách hàng là chị Trần Thị Nhung vẫn nghĩ mình đang gửi tiết kiệm và không hề hay biết chữ ký của mình đã được nhân viên tại ngân hàng
thay bằng mã xác thực OTP để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bảo hiểm tại công ty Prudential. Các bạn đưa cho em 2 đến 3 tờ giấy A4 và chỉ định cho em là chị ký vào đây, nếu mà chị đồng ý cái gói sản phẩm đấy thì chị ký vào đây. Sau khi ký thì bảo là chị gửi cho em, khi các bạn cũng đứng trực tiếp cạnh mình luôn, chị cầm mở điện thoại ra có cái mã gửi về thì chị đọc, mã xác nhận gửi về thì chị đọc cho em nhé. Em không biết đấy là cái mã xác thực OTP gì cả, mà em còn đang hiểu đó là khi mà em đến đây em mở sổ tài khoản mới thì em nghĩ là đây là gửi về để mình xác nhận là mình đã mở thành công cái tài khoản tại ngân hàng này rồi. Luật sư Đỗ Hồng Sơn cho rằng mấu chốt của việc khách hàng cho rằng mình bị lừa là không hiểu bản chất của mã OTP do không hề được nhân viên tại ngân hàng giải thích. Người ta dễ dàng cung cấp cái mã OTP và cái mã OTP đấy có thể được sử dụng để mà đồng ý, để mà giao kết rồi các điều khoản trong hợp đồng. Nhưng tại thời điểm mà khách hàng cung cấp cho người đại lý để hoàn thiện hợp đồng đấy thì khách hàng không hiểu được là mình đã cung cấp cái gì và hậu quả pháp lý xảy ra khi cung cấp nó là như thế nào. Theo kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, 4 công ty bảo hiểm nhân thọ gồm Prudential, MBA Gis, BIDV MetLife và Sun Life, tỷ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng năm đầu tiên cao bất thường, có công ty lên đến 73%. Nghĩa là cứ 10 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán qua ngân hàng thì có đến 7 trường hợp bị khách hàng hủy sau năm đầu tiên. Theo hợp đồng, tất cả số phí của khách hàng đã nộp năm đầu tiên nếu hủy hợp đồng thì khách hàng sẽ không được công ty bảo hiểm hoàn trả lại. Với tỷ lệ hủy hợp đồng năm đầu tiên lên đến 73%, thì hàng nghìn tỷ đồng tiền phí bảo hiểm đã đóng qua ngân hàng của khách hàng đã bị mất trắng. Thưa quý vị, trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 3, Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Tại không gian hội báo, gần 600 cơ quan báo chí đã tổ chức triển lãm ấn phẩm và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, ý nghĩa dành cho những người làm báo và khách tham quan trong và ngoài nước. Cái em bất ngờ là quy mô của nó quá là hoành tráng. Em không ngờ là nó trải dài từ đầu con đường này đến cuối con đường. Và nó còn có cả bán đồ ăn ở cuối nữa. Vì vậy nên là em cảm thấy rất là thú vị và em rất là hào hứng khi đến đây. Cũng khá thú vị, các anh chị cũng khá là thân thiện. Nghĩa là các anh chị cũng chụp hình cho mình, hoặc là các anh chị cũng rủ mình vô chụp hình, hoặc là rủ mình tham gia hoạt động này kia. Đối với lại các bạn phóng viên, với những nhà báo, đôi khi chúng ta chỉ thấy trên truyền hình hoặc là trên mặt báo thôi, nhưng mà với những cái hội báo như thế này thì chúng ta được tiếp cận gần hơn với những cái tác giả, những cái phóng viên, những cái nhà báo, thì đó là những cái điều rất là thú vị dành cho những cái người tham dự. Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho biết, hội báo là ngày hội lớn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hội tụ hàng nghìn người làm báo trong cả nước và hàng chục nghìn công chúng. Được thể hiện rõ nét qua các sự kiện triển lãm, diễn đàn, nhiệm vụ thiết thực hấp dẫn, vừa góp phần mở ra những kiến thức mới, củng cố tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí và các hội nhà báo ở địa phương, vừa tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với công chúng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm giải thưởng ấn tượng của hội báo và tặng giấy khen cho các đơn vị có đóng góp vào thành công của hội báo toàn quốc. Trong đó, Liên chi hội nhà báo Văn phòng Quốc hội đạt giải B gian trưng bày xuất sắc. Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương cùng với hàng nghìn bà con nhân dân tỉnh Điện Biên. Năm nay, tỉnh Điện Biên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức năm du lịch quốc gia nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận. Năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024 được xem là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội tiêu biểu với quy mô cấp quốc gia, là cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên. Qua các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao du lịch được tổ chức trong năm 2024, tỉnh Điện Biên mong muốn được tiếp đón nhiều hơn nhân dân, bạn bè, du khách trong nước, quốc tế về Điện Biên tham quan, trải nghiệm, hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển, đồng thời quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Điện Biên trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thưa quý vị, suối Voi nằm dưới chân dãy Bạch Mã của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi năm thu hút từ 50.000 đến 60.000 lượt khách tham quan. Để thúc đẩy du lịch phát triển, địa phương đã cấp phép đầu tư khu du lịch đẳng cấp tại đây. Nhưng sau 7 năm triển khai, dự án vẫn đang rơi vào tình trạng đắp chiếu. Suối Voi từng là địa điểm thu hút rất đông khách tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đang rơi vào tình cảnh hoang vắng như thế này. Kể từ khi được giao cho chủ đầu tư đến nay, dự án khu du lịch nghìn tỷ chưa thấy nhưng sinh kế của hàng chục hộ dân địa phương vẫn đang treo bên cạnh dự án chậm tiến độ này. Bà Kỳ từng kinh doanh dịch vụ tại suối Voi. Kể từ khi ra mặt bằng cho chủ đầu tư, sinh kế của 10 thành viên nhà bà bị treo cho đến nay, phải làm việc khác để kiếm sống. Đây cũng là tình cảnh của gần 50 hộ dân làm nghề dịch vụ tại khu vực suối Voi suốt 7 năm qua. Ước mong của tôi, nếu công ty này cảm thấy không làm được thì nhờ cái sự hỗ trợ được bất cứ ai đi vào cuộc để làm cho công ty này nhanh tiến độ hơn. Hoặc là không làm được thì để nhường lại cho những công ty khác người ta đi vào ta làm. Chứ để kéo nhà thế này thì dừng đây càng ngày là càng khổ. Dự án khu du lịch suối Voi được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho công ty Hoa Lư Huế vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, diện tích hơn 50 hectare. Nhưng đến năm 2021 mới khởi công do vướng mặt bằng. Sau đó dự án này tiếp tục y ạch, thi công cầm chừng vì dịch COVID-19. Thời điểm phóng viên có mặt tại công trường, vật tư hoen gì, không có công nhân làm việc. Ngay chúng tôi đây cũng là cùng thất nghiệp, cả vợ chồng và con cái. Cho nên chứ chúng tôi cũng mong rằng là công ty cố gắng làm thế nào đó để cố gắng tiến độ cho nhanh chỉ. Cho chân chúng ta hôm nay, quê chúng tôi hôm nay có công an việc làm. Nếu như mà công ty không có khả năng làm được, thì bây giờ không có tiếng đó làm được, thì yêu cầu là chúng nhà nước thu hồi hoặc thế nào đó, tạo điều kiện cho công ty khác. Kiến nghị của bà con thì thấy rằng là để góp phần là giải quyết việc làm, rồi tăng thêm thu nhập cho bà con thì đó là nguyện vọng chính đáng. Thì qua đây thì huyện rất là mong về phía ban quản lý khu kinh tế, các cơ quan chức năng cũng như nhà đầu tư nghiên cứu các cái giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án suối Voi từng bị xử phạt 70 triệu đồng do chậm tiến độ, cũng như bị đưa vào danh sách giám sát đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ ảnh hưởng sinh kế của người dân, dự án đang làm xấu đi hình ảnh kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô của địa phương này. Làm thế nào để khi đấu thầu thuốc vật tư y tế không bị sai về quy trình thủ tục? Phân nhóm mặt hàng nào thuộc diện đấu thầu tập trung của Trung ương và của địa phương? Đây là nội dung được thảo luận rất nhiều trong hội nghị câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện tổ chức tại Quảng Ninh trong 2 ngày vừa qua. Chia sẻ tại hội nghị, nhiều bệnh viện cho biết sau khi nghị quyết 30 của chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế hết hiệu lực ngày 30 tháng 12 năm 2023, chính phủ đã kịp thời ban hành nghị định 24 về công tác đấu thầu, trong đó đã cởi trói một số quy định liên quan đến thu thập báo giá. Chỉ cần một báo giá và bệnh viện thành lập hội đồng khoa học thông qua ban giám đốc, ban chấp hành đảng ủy, đặc biệt là hội đồng khoa học để thống nhất và quyết định để mua, thì đấy cũng là một cái tháo gỡ rất là lớn cho vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế. Nghị định 24 cũng đã là tương đối là rõ ràng, thế nhưng mà trong thực tế làm việc thì chúng tôi nghĩ là cần phải rõ ràng hơn là mặt hàng nào thì thuộc cái diện mà đấu thầu tập trung của Trung ương, mặt hàng nào thì thuộc diện đấu thầu tập trung của cấp địa phương và mặt hàng nào các bệnh viện trực tiếp được phép đấu thầu tại bệnh viện sẽ không bị nhầm lẫn mà không bị trái cái quy định mà khi mà cái thông tin hướng dẫn sau này ra nó bị trùng lắm. Một số bệnh viện cũng kiến nghị luật đấu thầu cũng đã có hiệu lực, Bộ Y tế cần sớm xây dựng văn bản hướng dẫn danh mục vật tư, thiết bị y tế được áp dụng đàm phán giá. Tại khoản 2 điều 55 của luật đấu thầu thì là mới chỉ hướng dẫn cái việc mà mua thuốc và mua vaccine để bán dịch vụ tại nhà thuốc. Là thủ trưởng đơn vị được quyết định về giá cả, đảm bảo sự minh bạch công khai. Khi chưa có hướng dẫn về vật tư thì cũng kiến nghị Bộ Y tế là có hướng dẫn thêm về cái mua vật tư để bán tại nhà thuốc bệnh viện để phục vụ nhu cầu đa dạng của người bệnh một cách tốt nhất. Cũng tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đang phối hợp với Bộ Y tế để hoàn thiện thông tư hướng dẫn nghị định 24 giúp các bệnh viện áp dụng ngay cơ chế trong mua sắm, đấu thầu. Một số cái hình thức mua sắm tiên tiến sắp tới sẽ được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như mua sắm trực tuyến hay chào giá trực tuyến để giúp cho các bệnh viện trong một thời gian rất ngắn có thể mua ngay được các cái
cái vật tư hay các cái linh kiện để lắp đặt thay thế mà chúng ta không phải tổ chức đấu thầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã nhận được những ý kiến phản ánh của cơ sở y tế về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong thời gian qua. Bộ cũng đang tập trung xây dựng để ban hành những thông tư hướng dẫn thực hiện trong quý 2 nhằm giải quyết rốt ráo tình trạng này.